Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Thì trước mặt mình đây là một cái chùm hoa, hoa hải châu lá nhỏ nha. Hoa hải châu lá nhỏ đây. Cây này cũng được mấy chùm hoa đây. Đây, chùm bên dưới đây nữa nè. Cây này thì nó cũng mới có sống khỏe thôi mà nó đã chín ép rồi. Rồi bắt đầu là nó sẽ đậu trái nha. Nói chung là cũng có cây thôi, nó có cây nó rất là mau mà có cây thì nó cũng rất là lâu. Thì hôm nay mình sẽ giao lưu một lốc hải châu sống khỏe nha. Nếu như mình ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu thì mình sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn. Rồi cây đầu tiên của tập này có mã số là 51, là một cây hải châu dáng trực form thiên nhiên luôn nha. Đây, theo thân nó lên nó có nhiều tay cành. Đó, bắt đầu sau này mình cứ đánh ngang ra form thiên nhiên là tuyệt vời luôn nha. Hải châu nó ra rất là nhanh. Hải châu lá nhỏ nha cả nhà. Cây này có hoành 17, cây cao là 98. 98 tròn 100 đây, tròn 1 mét đây. Cây này sống khỏe rồi. Nhà vườn xin giao lưu là 1.000k bao ship luôn nha. Cây này thì mình đã qua cái giai đoạn 50-50 rồi. Đó. Cây này đã thùng nắng rồi nha. 1.000k bao ship. Cái này mà mình về mình đánh form thiên nhiên thì thôi rồi luôn. Mình hải châu thì mình tận dụng nhiều tay cành nha. Nói chung mấy cây này thì mình không có làm theo bài vở được rồi. Mình cứ đánh theo form thiên nhiên cho nó ấm áp, nó nhiều tay cành, bắt đầu nó đậu trái nhiều là ok thôi, là ghiền thôi nha. 1.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 52. 52 là một cây hải châu lá nhỏ form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây một cốt, nó có tán thiên nhiên luôn. Cây này có hoành 10, cây cao là 72. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 550k bao ship luôn nha. 550k bao ship. Cây này về nó ra tay cành nhiều nữa là ok luôn nha. 550k bao ship. Hải châu lá nhỏ form thiên nhiên. 550k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 53, là một cây hải châu lá nhỏ form thiên nhiên luôn nha. Cái này sống khỏe rồi. Cái này mình đã qua cái giai đoạn lo sợ rồi nha. Cái này có hoành 10, cây cao là 88. Nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Cái này về mình cứ tận dụng hết tán thiên nhiên luôn. Mình cứ cho nó ra thoải mái luôn nha. Rồi cái này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Cái này về mình nuôi tay cành cho nó dày ra nữa là ok thôi. Đó. Mình để xum xuê luôn cho nó đậu trái cho nó nhiều nha. 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 54, là một cây hải châu form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này bầu đất green luôn. Đây, bầu đất green luôn nha. Cây này có hoành 13, cây cao là 70. Một cốt luôn. Một cốt lên được cái form thiên nhiên luôn nha. Đó, cây này cũng rất là tương lai. Và mình sau này nó sẽ là một cái form đẹp. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 1.000k bao ship luôn nha. 1.000k bao ship, giao lưu nhanh luôn. Hải châu lá nhỏ. Form cây chữ S rất đẹp nha. 1.000k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi cây hải châu này cũng đang ra hoa luôn nha. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 55. Là một cụm hải châu form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha, cây đang ra hoa luôn. Tổng hoành cụm là 41. Kế hoành thân chính là 10. Hoành thân chính đo ngay chỗ này là 10 nha, cây cao là 95. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. Là một cụm hải châu lá nhỏ. Cây đang ho luôn nha, nhưng mà mấy cái ho này thì mình gửi đi là nó về nó sẽ rụng thôi. Mình chủ yếu là những cái đợt sau mình chăm cho nó tốt lại là ok nha. Ở dạng cụm chung cốt luôn. 900k bao ship. Rồi giờ xin qua cây này luôn. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 56. Là một cây hải châu mini. Cây này hoành chính, cây cao là 27. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship là một cây hải châu lá nhỏ sống khỏe luôn. Form thiên nhiên. Cái này về mình trồng form bay ra cũng ok luôn. Lấy cái này làm đỉnh và lấy cái này tàn bay. 250k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 57. 57 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, form thiên nhiên. Cây một cốt, form bay luôn nha. Nó có một cành đuổi nè, Ở đây có cái đỉnh nè, rất là ok luôn. Cây sống khỏe rồi. Cây này có hoành là 32, cây cao là 49. Nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. Cây rất là lực cây luôn. 800k bao ship. Form rất là đẹp. 800k bao ship. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha. Rồi giờ xin giao lưu kế tiếp có mã số là 58. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ. Cây này một cốt lùng lực luôn nha. Lên đây thì nó có form thiên nhiên, có cái tay cành thiên nhiên. Có hoành là 59, cây cao là 32. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. Phôi sống khỏe rồi, mình yên tâm rồi nha. Cái này về mình chỉ tạo tay cành lại nữa là ok thôi. Bằng lăng tím lá nhỏ, 600k bao ship. Cây này lùng lực, form thiên nhiên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Xin giao lưu kế tiếp có mã số là 59. 59 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, form thiên nhiên luôn nha. Cây một cốt, hoành 17, cây cao là 45. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship. Cây sống khỏe rồi. 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 60. Là một cây bằng lăng tím lá nhỏ, một cốt phong thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này có hoành 13, cây cao là 43. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship. Cây sống khỏe luôn. 350k bao ship. Bằng lăng tím lá nhỏ. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.